nha. Rồi em hướng dẫn anh vệ sinh cái bộ cơ này nha. Rồi trước tiên anh mở giùm em cái này trước. Không, đầu tiên anh cứ kiểm tra giùm em mấy cái bánh xe này chứ nè, coi nó có mòn hết chưa. Bình thường là nó có độ nhám này nè. Đó. Coi nếu mà mòn thì phải thay rồi đó. Rồi giờ em hướng dẫn anh mở ra nha. Ở đây có cái phèn, cái nhựa. Rồi anh sẽ lấy được này. Quay xa xa đi, nhìn tổng quan vậy. Rồi tới đây anh lấy giùm em cái bánh này ra luôn. Trắng này. Xong, bánh này luôn. Rồi, ở đây có một cái khoang nhỏ nè. Anh mở cái này ra để kéo cái trục này. Cái này khúc khúc khó đó. Bạn đây. Đó. Rồi sẽ lấy được trục này ra. Đó thì chủ yếu là có 3 cái bạn này. 1, 2, 3. Này là bà đạn một chiều nha. Này anh vệ sinh. Thường là anh ngâm cái này nè. Rồi anh vệ sinh sạch sẽ mấy cái bà đạn phía trong này nè. Cái khăn để sạch sẽ rồi. Rồi với lại cái thanh này, anh coi bản này nè, là mấy chỗ mà bà đạn nó nằm á. Coi nếu mà có xét thì anh cứ lấy cái này nè, giống như đây anh lau sạch, cho nó sạch xét. Rồi anh lắp lại như cũ thôi. Còn mấy bánh xe này anh thấy có giờ anh lau, lấy khăn ẩm anh lau. Lắp lại thì anh để ý hồi nãy tháo ra sao đó. Đây bánh này trước nè.
một cái nhâm này. Thêm tới bạch đạn này. Cái nhâm này. Rồi cái này đi giữ rồi. Với lại cái bánh này anh cũng lau sạch sẽ bánh được không? Rồi với lại anh có cọ, anh phủi giùm em mấy con cảm biến này luôn nha. Đây nè, một con nè. Đây một con nữa nè. Phủi cho nó sạch bụi. Dạ rồi.